mỗi năm một lần các bạn, diễn ra cái lễ hội mùa hè. Đây là cái sơ đồ chỉ dẫn lễ hội các bạn này. Đây là cái sơ đồ các bạn nhé. Đây là cái lịch sự kiện các bạn nhé. Đây, bắt đầu là 15:30 bắt đầu sự kiện này. Nhiều những cái quán ăn Nhật Bản nhưng mà do người Việt Nam chế biến. Rất nhiều người Nhật cũng là các cái giám đốc, cán bộ công nhân viên người Nhật đây rất là nhiều các bạn. Đây là một số công ty Mitsubishi. Ở đây thì họ chưa bắt đầu đâu các bạn, khoảng một tiếng nữa thì sẽ diễn ra các cái hoạt động văn hóa như kiệu này, hát và múa lân. Đây là các cái cửa hàng thuê áo để chụp ảnh các bạn nhé. Đấy. Welcome to the Philip. Summer festival. Giờ anh em mình sẽ tìm một quán nào ăn để review cho các bạn xem nhá. Lắng lắm. Chắc lắng quá thì mình phải vào đây uống nước để đợi các bạn ạ. Anh uống gì không? Có trà một cốc. Anh cốc gì? Có trà gì? Có trà gì ạ? Có quất này, đào này với cả chanh. Chanh cũng đào đi. Đây không khí rất là vui các bạn ạ. Đây là đội tuyển trà đào. Đây mình công ty nào đây em? Đây làm việc cái gì đây? Làm việc bản mạch ạ. Bản mạch á? Vâng. Ở trong đây thì có rất nhiều những công ty khác nhau các bạn ạ. Đây cũng là một cái công ty mà chuyên sản xuất những linh kiện cho các cái máy điều hòa các bạn. Mình họ đã ký được giảm giá không em?
phải ưu tiên cho người nhà chứ. Đây là hết rồi kìa. Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Forza, 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 forza. Đây là đội rước kiệu các bạn ạ. Toàn những thanh niên trai tráng thì sẽ rước kiệu đi một vòng quay một lượt. Hiện tại thì vẫn chưa đến giờ khai mạc các bạn ạ. Chắc là phải tầm 15 phút nữa. Đây để nó cũng gần giống như kiểu hội chợ các bạn. Mà hội chợ đấy thì họ không bán cái đồ lặt vặt, chủ yếu là đồ ăn thôi các bạn. Mình đang dừng chân ở một cái quán thịt nướng khá là ngon. Đây là đây thịt nướng của người Nhật à? Nướng của Việt anh ạ. Đây mình công ty nào đấy em? À đây. Chị ơi, công ty mình làm về cái gì đấy chị? Công ty dây cắp điện. Đây đang chuẩn bị khai mạc các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ vào mình quay cho các bạn xem nhá. Bây giờ nó tầm khoảng 4 giờ hơn. そして迷子も出ました。今年は 2万 人を超える方々の来場が予想されております。 そのためもし危険性を感じましたら、私ども第二丹論工業団地の独自の判断で急遽。
タートをさせていただきます。まず最初にミカサさんからの御輿となります。よろしくお願いいたします。私は昨年から出資しております。ベトナムの宮崎さんに引き取っていただきました。ミカサベトナムの前の社長の田中さんを中心に、さまざまな日本人社長さんのアドバイスのもと朝食を行っております。本日の神輿に向けてミカサさん、また後ほどの秋山さん、藤部クライツさんは日々練習を重ねていらっしゃいました。Tại Nhật Bản họ tin rằng có một phần trong điện Shinto có thể di chuyển được, người ta gọi là Mikoshi. Khi xong Mikoshi chính là Daishi. Với nghi lễ rước Mikoshi và Daishi đi xung quanh khu vực sự kiện, chúng tôi tin rằng sẽ có các vị thần sẽ mang đến cho tất cả các bạn tại khu công nghiệp Thăng Long 2 ngày hôm nay thật nhiều may mắn, sức khỏe và thành công trong cuộc sống.候補から使っておりますのは出汁でございます。こちらは2017年度から使っております。みこしと同じくベトナムの宮大工さんに作っていただいたものです。今からダンスコンテストを始めさせていただきます。本首先我先推薦我请先来自公司秋山秋山さんからです。
Vâng, xin cảm ơn các bạn đến từ công ty Daikin. Tiếp theo đây là tiết mục vô cùng đặc sắc đến từ công ty Toto. Toto no minasan desu. Yeah.
Washington and gentle folks about him. They say he's grown so tarnal proud he will not ride with. Công ty You show up. Vâng, mình đùa tí thôi. Vâng, giải nhất thuộc về công ty Daikin. Daikin đi, trong bên trong tay một. Daikin đi, trong bên trong tay một. Tuy nhiên, do là công ty Daikin sản xuất ra điều hòa Daikin nên chúng tôi sẽ nhường lại cho công ty Toto. Thì mình đang quay cho các bạn xem cái lễ hội Zimbata và một số những hoạt động khác của khu công nghiệp Nam Thăng Long trong cái lễ hội mùa hè. Đây mọi người đang check in chụp hình và ra biển ra về. Hy vọng là qua cái clip này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn rất thêm về lễ hội mùa hè. Nếu các bạn thấy hay thì chúng ta sắp lại nhé. Có kem có nhật không em? Kem nào được? Đây là một cái gian hàng mình không biết là công ty gì các bạn. Đây là công ty gì em? Công ty gì ấy? Công ty mình công ty gì đấy? Làm về cái gì đấy em? Làm về cái gì? Đây là kem bán ở phòng khách Nhật Bản các bạn. Cảm ơn em nhá. Tôi bên này ra này nhiều đồ ăn đấy. Bán ở phòng khách Nhật Bản đấy anh.